Để tìm hiểu về chế độ Polygon, các bạn và tôi cùng nhau nhấn số 4 trên bàn phím để chúng ta chọn bề mặt. Sau khi nhấn số 4, các bạn có thể chọn bề mặt. Tôi cần chọn thêm 4 bề mặt, hoặc là chúng ta chọn các bề mặt này. Rồi dễ quan sát. Ad chút, tức là chúng ta sẽ vừa sao chép vừa đẩy khối lên. Tôi bấm lại Ad chút. Ở đây chúng ta có thể tăng giảm cái lưới Ad chút này. Chúng ta có các cái kiểu tác động lại Ad chút. Có thể tạo thành nhóm theo hướng vuông góc hay là theo từng bề mặt. Thì ở những bài thực hành tôi sẽ cố gắng truyền tải đến bạn những cái thông số Ad chút này. Nếu đồng ý chúng ta bấm vào dấu check ở đây. Hơi khác Ad chút một chút, bevel cũng là đẩy khối nhưng có thể bóp méo bề mặt của chúng ta. Tôi chọn bề mặt này, bấm vào bevel. Chúng ta vừa đẩy khối chúng ta lên một khoảng nhưng mà chúng ta vừa có thể outline ra ngoài hay là âm vào một khoảng. Thì đây là ưu điểm của lệnh bevel. Để thực hành lệnh bridge chúng ta làm như sau. Các bạn chọn về chế độ số 5, chọn toàn bộ đối tượng, nhấn phím shift trên bàn phím và kéo đối tượng nhân bản theo trục Y. Các bạn đồng ý luôn. Chúng ta chọn về chế độ số 4 polygon và kéo xuống cùng thực hành với lệnh bridge. Tôi chọn một cái bề mặt. Sau đó chúng ta bấm vào bridge. Kéo từ bề mặt này. Xoay và chọn bề mặt này. Thì nó tự tạo cái cầu nối giữa hai đối tượng này với nhau. Đó là ý nghĩa cơ bản của lệnh bridge. Nếu muốn nhiều tùy chọn hơn, các bạn có thể truy xuất hộp trại setting này để chúng ta cùng nhau thao tác và thực hành lệnh bridge. Tôi có thể cần tương tác và làm lại như sau. Chúng ta truy xuất hộp trại setting của lệnh bridge. Hộp trại xuất hiện, chúng ta chọn tùy chọn special polygon và chọn bề mặt thứ nhất. Sau đó tôi xoay, bấm vào biểu tượng thứ hai và chọn bề mặt thứ hai. Thì nó tạo cầu nối chúng ta. Ở đây chúng ta có nhiều tùy chọn hơn. Các bạn tăng thêm đối tượng lưới để cho đối tượng của chúng ta mềm và mịn hơn. Các bạn có thể thu phóng một cái đầu nào đó. Tạo xoắn. Và xoay. Rất nhiều tùy chọn cho chúng ta. Và tăng nhiều lưới hơn nữa. Các bạn thấy rằng nó rất nhiều chi tiết. Và xoắn rất đẹp đúng không các bạn? Các lệnh bridge này chúng ta có thể ứng dụng rất nhiều trong các mô hình kiến trúc. Nếu đồng ý chúng ta check vào đây. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về outline. Ở đây tôi chọn bề mặt này. Chúng ta bấm vào hộp trại setting của outline. Là nó sẽ cho bề mặt này phóng to ra hay thu nhỏ vào. Đây là chức năng chính của lệnh outline. Các bạn có thể nhập kích thước vào đây và enter. Check một cái dấu màu xanh này. Insert bên dưới là chúng ta vừa tạo một đường lưới và chúng ta vừa offset cái đối tượng này vào bên trong một khoảng mà chúng ta định hình. Có các chế độ group hay polygon chúng ta hiệu chỉnh. Chúng ta có thể kéo đối tượng này lên hay xuống để tăng giảm cái khoảng insert này. Flip. Trong trường hợp khối của chúng ta bị ngược mặt, chúng ta sẽ bấm flip để đảo mặt. Khi tôi đảo mặt, chọn bề mặt thì thấy rằng khối của chúng ta có cái màu hơi khác. Đây là chúng ta đang bị ngược mặt. Đảo mặt thì nhìn nó sáng hơn. Đây là những thành phần thiết yếu về chế độ polygon mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ở trong video clip này.